chữ yêu mới là đạo sĩ Mỹ Tâm vừa gửi đến cho chúng ta một nhạc phẩm mang tên An Giang Quê Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Yến, và Mỹ Tâm cũng chính là ca sĩ đã đoạt được giải nhì của tiếng hát phát thanh truyền hình An Giang. Một tràng vỗ tay nữa cảm ơn Mỹ Tâm với tiết mục vừa rồi. Và thưa quý vị, qua đây thì Phương Hiếu cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Giao lưu nghệ sĩ và An Giang kỳ thứ 24. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng Emco, công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và thưa quý vị, nói đến vùng sông nước Cửu Long thì có lẽ một loại hình đặc sản chắc chắn là của riêng chúng ta và mỗi người dân miền Tây chúng ta đều nghĩ vậy, đó chính là loại hình đờn ca tài tử, ca cổ cải lương. Và tại An Giang thì dường như loại hình này đã được phát triển rộng khắp, nó gắn liền với đời sống của người dân và bà con nơi đây.
Và có thể nói, những người yêu thích những làn điệu này ngày càng tăng lên và chưa bao giờ bị mai một trên mảnh đất An Giang trù phú. Ngày hôm nay, chương trình giao lưu nghệ sĩ và An Giang đã mời đến đây một nghệ sĩ trẻ tên tuổi đã được khán giả yêu mến qua sự cống hiến của mình nhiều năm trên sân khấu để cùng chia sẻ con đường hoạt động sự nghiệp của anh. Hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón giải ngôi sao chuông vàng vòng cổ 2006 Võ Minh Lâm. Xin gửi đến muôn phương những đường tơ âm điệu mượt mà cũng ai cũng quang. Tao ngộ đêm nay hỡi ai là khách tri âm đồng cảm có hiểu thấu lòng tôi qua những lời ca giọng cô thâm trầm. Vâng, một tràng vỗ tay cho Võ Minh Lâm. Lời đầu tiên, Võ Minh Lâm xin gửi đến quý vị khán giả, thính giả gần xa của chương trình Nghệ sĩ và An Giang lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương và trân trọng nhất. Xin chào Lâm. Chào anh Phương Hiếu. Rồi, bây giờ mời Lâm cùng ngồi vào ghế để chúng ta sẽ có những trò chuyện thú vị với quý khán thính giả. Và thưa quý vị, một lời chào rất là đặc sản của nghệ sĩ cải lương. Và Lâm thân mến, có lẽ nếu mà khán giả mộ điệu những làn điệu ca cổ cải lương thì không quá xa lạ với gương mặt này. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhỏ tuổi hơn Phương Hiếu nữa, nhưng mà anh đã thành danh và thành công bằng chính giọng hát, bằng chính niềm đam mê của mình. Và ngày hôm nay đến với chương trình giao lưu nghệ sĩ và An Giang, chúng ta sẽ làm một chuyến hành trình ngược thời gian để quay trở về với tuổi thơ của Võ Minh Lâm, để xem rằng cái cậu này đến với đam mê nghệ thuật sân khấu cải lương như thế nào. Lâm ơi, Lâm đến với sân khấu cải lương được bao nhiêu năm rồi? Một điều mà không phải ai cũng biết đó chính là Lâm bước lên sân khấu và diễn một vai diễn đầu tiên, mặc dù là một vai diễn nhỏ và không có ca thôi, chỉ thoại thôi. Má ơi cho tiền con ăn bánh, má ơi con thức dậy rồi. Nhưng mà lúc đó là Lâm khoảng 3 tuổi, 4 tuổi gì đó, mặc dù một vai diễn tuy không có ca, nhưng mà ấn tượng đầu tiên này là ấn tượng không bao giờ mà phai được đối với Lâm. Và đó chính là một cái kỷ niệm đẹp đầu tiên của Lâm đối với ngành sân khấu cải lương. Đó là chỉ 3 tuổi thôi đã đứng trên sân khấu rồi đó quý vị. Chắc chắn là quý vị thắc mắc, chỉ 3 tuổi mà lên sân khấu thì cậu này có phải con nhà Tông hay không? Và xin chia sẻ với quý vị, chính là con nhà Tông chính xác đấy ạ. Hãy chia sẻ một chút xíu về thân phụ và thân mẫu của Minh Lâm. Ba của Lâm là nghệ sĩ Duy Sơn và mẹ là nghệ sĩ Như Linh, cũng đã từng công tác ở nhiều đoàn cải lương rồi. Và đoàn cuối cùng mà ba mẹ công tác đó chính là đoàn cải lương Chuông Vàng. Và có một điều rất là ấn tượng và một cái duyên tình cờ dễ thương, đó chính là sau khi mà ba mẹ công tác ở đoàn cải lương Chuông Vàng thì Võ Minh Lâm sau này lại đạt Chuông Vàng đầu tiên của cuộc thi chuông và vòng cổ. Wow. Và có thể nói cái loại hình cải lương từ hoạt động từ thời điểm đó thì người ta vẫn nghĩ, vẫn sợ rằng nó sẽ bị mai một, nhưng với cuộc thi chuông vàng ngôi sao vòng cổ, Phương xin đính chính là chút xíu lúc nãy là giới thiệu là ngôi sao chuông vàng vòng cổ, đính chính lại là chuông vàng ngôi sao vòng cổ 2006 thì Minh Lâm đã tham gia và đoạt giải cao nhất luôn. Cái cơ duyên nào để Minh Lâm đến với cuộc thi này, hay là do ai đó đã giới thiệu hay như thế nào? Thật sự thì trước đó Lâm đã vào trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Cần Thơ và được thầy Nguyễn Thanh Liêm cùng thầy Thạch Sĩ Long đã hướng dẫn cho Lâm vũ đạo và ca diễn. Những bước đi đầu tiên chập chững đó cũng rất là bỡ ngỡ. Và khi mà Lâm học khóa từ 2004 đến 2008 Lâm tốt nghiệp và Lâm đăng ký chuông vàng năm 2006, đó là một sự thể hiện mình mà phải nói là rất là can đảm gan dạ đối với Lâm, vì 17 tuổi thôi mà đã đăng ký một cuộc thi lớn như vậy rồi. Thì Lâm nghĩ đây chỉ là một cuộc thi để cho mình học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị diễn viên cũng như là các cô chú hướng dẫn cho mình tận tình qua từng vòng thi thôi. Nhưng mà Lâm không nghĩ lại đặt vào sâu vòng trong như vậy, mà cũng không nghĩ là mình sẽ đạt giải ngôi sao vòng cổ như vậy. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy không, cái gì đầu tiên thì chúng ta luôn nhớ rất là dài. Và trường hợp của Minh Lâm cũng vậy, mặc dù đoạt giải cuộc thi đầu tiên năm 2006 cách đây cũng khá lâu rồi, nhưng mà Minh Lâm vẫn rất được khán giả đón nhận. Bằng chứng là 2 năm liên tiếp Minh Lâm đã đoạt được giải cống hiến HTV World. Dạ đúng rồi, mà bật mí cho anh biết được một điều đó là cho tới thời điểm này 8 kỳ chuông vàng vòng cổ rồi mà Minh Lâm vẫn là chuông vàng nhỏ tuổi nhất. vẫn giữ cái kỷ lục là chuông vàng nhỏ tuổi nhất. Thế thì dường như Minh Lâm được tạo đầy đủ mọi điều kiện từ cha mẹ hoạt động trong nghề cải lương, rồi sau đó là đến sân khấu lúc năm 3 tuổi, rồi sau đó là lên Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng có một điều mà Phương Hiếu vẫn không hiểu, đó chính là năm 17 tuổi đoạt giải chuông vàng ngôi sao vòng cổ cải lương 2006, tự nhiên đùng một cái 2 năm sau thì khán giả không thấy Minh Lâm đâu cả, biệt tích trong 2 năm đó luôn. Người ta đặt dấu hỏi, tại vì thường với những chị em nghệ sĩ, nếu mà có một cái giải thưởng nào đó, có một cái danh hiệu nào đó, người ta sẽ dựa vào cái độ hot, dựa vào cái sức hút của giải thưởng đó để tiếp tục cống hiến và để khán giả ghi nhớ tên mình, ghi sâu đậm hơn. Nhưng trường hợp của Minh Lâm lại là một điều ngoại lệ. Tại sao vậy?
con nít lắm. Thật ra lúc đó đặt giải rồi, Lâm không biết là giải thưởng này cao quý lắm, giải thưởng này rất là danh giá và không phải ai cũng có được giải thưởng này. Nhưng mà Lâm nghĩ, ủa, rồi mình lấy giải thưởng này về rồi mình sẽ hoạt động như thế nào? Cũng có nhiều lời mời tham gia những các đoàn cải lương chuyên nghiệp, như là rất nhiều đoàn đã mời Lâm về để mà đóng chính cho đoàn. Nhưng mà Lâm không biết một cái chút gì về đi show, đi hát, dẫn show như thế nào cả. Và thế là cứ ngây thơ về nhà học hết chương trình của trung cấp cải lương rồi tốt nghiệp thôi. Có một cái kỷ niệm nào hay một cái sự việc nào đáng nhớ với cái ngày đầu chập chững khi mà mới cầm trên tay cái chuông vàng không? Những kỷ niệm này là những kỷ niệm đầu tiên mà Lâm đặt giải. Phải nói là một kỷ niệm mà đi đâu Lâm cũng nhắc hoài với mọi người hết. Đó chính là khi mà công bố 10 thí sinh lọt vào vòng bán kết và vòng chung kết, thì Võ Minh Lâm run quá không có dám lên và mọi người kêu lên đi chụp hình này nọ để nhận bông rồi chụp hình đăng báo nữa. Rồi Lâm nói là thôi em sợ quá không lên đâu, thế là chạy tuốt ra đạp trốn. Và một kỷ niệm vui nữa đó chính là soạn giả Hoàng Song Việt đã mời Lâm diễn một cái show cũng rất là lớn để ra mắt chuông vàng, tân chuông vàng đầu tiên được tổ chức ở rạp Hưng Đạo. Và khi đó thì Lâm nói dạ mừng lắm chứ, chú mời đi hát thì rất là mừng, nhưng mà mình cứ nghĩ là chú nói chơi. Ba nói là ghi lịch cho nghe con, nói con biết rồi ba ơi, con nhớ cái ngày đó mà, nhưng mà chú nói chơi ba ơi, chú không mời đâu. Tại Lâm không biết nhận số điện như thế nào hết á. Thế là tới giờ diễn, chú điện thoại hỏi là con ơi con vô đi, tới tiết mục của con rồi, còn 2 tiết mục nữa tới con. Và nói là ủa chú ơi diễn gì chú, nói là hôm bữa chú báo cho con rồi. Khi Lâm mới nói là ủa chú ơi con tưởng là chú nói chơi. Thôi công nhận anh có trách nhiệm với công việc dễ sợ. Nhưng mà rõ ràng lúc đó chỉ là hồi trẻ thôi phải không, mới đoạt giải thì đúng nó bỡ ngỡ lắm quý vị. Tại vì như Minh Lâm chia sẻ, từ Cần Thơ lên Sài Gòn rồi hoạt động như vậy thì dường như mình chưa có mường tượng được là mình phải đi diễn đi show là như thế nào. Đó cũng là cái bài học để rút kinh nghiệm, và bằng chứng là ngày hôm nay Minh Lâm đến rất là đúng giờ. Hẹn đúng giờ là đến rất đúng giờ. Đó không. Chính là một cái tính năng chung, một cái tính kỷ luật chung của tất cả những nghệ sĩ cải lương thưa quý vị. Và Lâm ơi, sẵn đây nè, nãy giờ Minh Lâm đã chia sẻ những kỷ niệm thường nói, cái thế thì cái kỷ niệm nào mà ít chia sẻ có thể chia sẻ ngày hôm nay không? Ít chia sẻ hả? Đó chính là những kỷ niệm mà rất là buồn khi mà mình diễn được một cái vai nào đó, được đặt kỳ vọng vào một cái vai diễn mà mình lại làm không tròn được. Là khi đó nếu mà diễn hay thì mình sẽ đợi tới cuối vở tuồng mình sẽ ra mình chào. Còn nếu mà diễn dở cái âm thầm lặng lẽ đi về, không chào ai tiếng nào chứ. Ôi gì kìa, cái hay với cái dở này là phải do khán giả người ta đánh giá chứ sao mà Lâm tự biết là mình diễn hay hay dở. Không, thì do cái cảm nhận của mình thôi. Mình cảm thấy là lúc đó mình diễn cố tạo, hay là lúc đó mình diễn không nhập tâm, hay là mình ca bị chinh dây gì đó. Thì bản thân mình cũng phải có trách nhiệm với công việc của mình. Và Lâm thường buồn mấy ngày rồi Lâm mới hết buồn. Trời, buồn tới mấy ngày lần hả? Bình thường anh chỉ buồn mấy 5 phút là hết buồn. Rồi Lâm buồn tới mấy ngày lần là cái độ buồn nó cũng dữ dội. Mà chia sẻ đây mỗi kỷ niệm vui là có một lần mà Phương Hiếu đã đi xem Võ Minh Lâm diễn. Quý vị có biết không? Có nghĩa là lúc đó Võ Minh Lâm diễn với một nghệ sĩ đó, lúc mà Phương Hiếu tới thì đã diễn cái phần của Minh Lâm đã xong rồi, diễn một nghệ sĩ cũng lớn tuổi là nữ, thì đóng cặp với nhau trong cái vai đó là hai vợ chồng. Mà bước xuống Phương Hiếu hồn nhiên đâu có biết đâu, tại vì cậu ta trẻ quá. Đóng vai mẹ con hả? Cái chị nghệ sĩ kia mặt đơ vậy. Anh Phương Hiếu cũng ít có ác quá. Thật ra thì một điều rất là bí mật thôi. Nếu mà nói ra các cô đào sẽ nhắn tin điện thoại chửi liền. Nhưng mà phải nói thôi. Nhưng mà không có nói tên ai ra nha. Nhưng mà tất cả những nghệ sĩ nữ mà Lâm diễn chung đóng cặp mà các bạn cảm thấy xứng, thật ra đều phải lớn hơn Lâm ít nhất là 7-8 tuổi. Đó, cho nên là cũng khó cho cái khâu hóa trang đúng không, cho nó già. Và ngay bây giờ một thử thách cho quý vị đây, cũng là một phần quà của nhà tài trợ là nhãn hàng Emco, công ty dược phẩm Thiên Khánh. Phương Hiếu sẽ mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip trong một vở tuồng, và quý vị hãy trả lời xem vở tuồng là vở tuồng nào và nhận được quà cùng với Võ Minh Lâm nhé. Bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sao rơi xuống lòng anh lại linh cảm như đôi lứa mình rồi sắp phải xa nhau. Đại ca trên đoạn đường sầu vừa chớ tình cơn mê đã tan vỡ mộng ban đầu. Không, anh sẽ trọn đời cô đơn với cuộc sống tan thương và em còn kiếp lưu đài vì anh không phải. Đại ca, đại ca ơi.
giờ sẽ là phần cho một bạn khán giả đoán xem vở tuồng vừa rồi mà Minh Lâm đã tham gia đó là vở tuồng gì. Dạ quá, không biết có ai nhớ ra nhân vật đó là nhân vật gì không ạ? Dạ xin mời bạn. Rồi, bạn giới thiệu mình một chút. Em xin chào anh Phương Hiếu và anh Võ Minh Lâm ạ. Chào bạn. Em tên là Mai Phương. Em cũng từng được nghe những cái tuồng cải lương mà trong cái gần đây là em có nghe qua cái vở tuồng này, cho nên em xem thì em sẽ biết ngay anh Võ Minh Lâm trong cái vai Thạch Vũ Đại Ca và chị Như Quỳnh trong vai Diệp Thúy Quanh Hiền Muội, đó là tuồng cải lương Tâm Sự Loài Chim Biển ạ. Wow. Xin bổ sung thêm, đây là vở tuồng đầu tiên của chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng. Wow, một tràng vỗ tay cho bạn được không ạ? Bạn ơi, mừng bạn, bạn trả lời trơn tru như vậy, bạn có yêu thích loại hình này không? Vâng, em cũng thích, rất yêu thích cải lương ạ. Bạn hát được không? Có hát được không ạ? Dạ, chắc có thể được. Nếu mà vậy thì xong cái với anh Phương Hiếu một câu dùng cổ đi. Ủa, làm gì vậy? Cảm ơn em. Không có chuyện. Nhờ hồi đó anh ca hay đó, bây giờ anh làm MC đó. Bây giờ bạn có thể song ca với Võ Minh Lâm một câu được không? Xin được phép song ca với anh Võ Minh Lâm em. Câu nào thuộc nha. Câu nào thuộc nha. Bài lão là không thuộc á, bài quen quen thôi. Anh đã đến An Giang thì có lẽ anh biết về chợ mới phải không ạ? Bài đó hả? Bài ruột của Lâm đó. Rồi. Rất là mừng ạ. Vậy em xin được hát với anh Lâm một câu vòng cổ trong tuần bài chợ mới. Thì Lâm sẽ bước xuống giao lưu với bạn nha. Đúng rồi. Một đôi song ca mới, một cô đào mới sẽ đứng bên cạnh chàng kép chính Võ Minh Lâm. Bây giờ một tràng vỗ tay được không ạ? Trời ơi, mới gặp lần đầu tiên mà đã bị bảo là yêu nhau rồi, cũng hơi khó nha. Thôi kệ, làm lại nha. Rồi, bây giờ, bắt đầu. Cái giờ có hồi nào và bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó, tôi có một người thương. Cứ chiều chiều, nàng ra bờ sông giặt áo. Ra bờ sông như hẹn lứa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn. Mà tình em mong người ơi, sao nước trôi xuôi dòng sông lưng lờ. Một tràng pháo tay thật lớn không ạ? Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây đêm cao trầu, nhờ người sẽ duyên tình ta. Em chớ nên lo buồn, anh đã thưa cùng mẹ cha. Duyên chúng ta muôn đời, muôn đời như nước trên dòng đầy vơi. Vỗ tay quý vị. Công nhận hát hay quá. Tần 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 tần. Đám cưới luôn hả? Hồi đây hai đứa mới sinh cao trầu. Sao? Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mời một phần quà của đơn vị tài trợ là nhãn hàng Em Cô, công ty dược phẩm Thiên Khánh. Rất là đẹp đôi bạn ơi. Sao bạn không đăng ký thi chuông vàng vòng cổ đi? Ca hay quá, đứng cái bên còn bị khớp nữa nè. Anh ơi, em đăng ký rồi mà. Em đăng ký phường xã mà còn rớt nữa anh. Cũng giống anh rớt từ vòng gửi xe là. Không phải đâu, tại vì sợ đăng ký là sẽ giật giải đó, nên không cho đăng ký. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Minh Lâm, chúng ta cùng trở lại sân khấu nha. Vâng, một phần giao lưu rất là thú vị đúng không nào? Và Lâm ơi, nào, nãy giờ thì hỏi nhiều rồi, chứ thật ra thì khán giả cũng đã biết Minh Lâm là quê ở Cần Thơ rồi. Thế thì bây giờ có một cái thử thách một chút xíu cho những nghệ sĩ tham gia chương trình giao lưu nghệ sĩ và An Giang. Bây giờ anh sẽ nói về Cần Thơ. Lâm sẽ nói về An Giang với những cái câu ca dao, những câu ca dao tục ngữ quen thuộc. Được tất không? Nhiên rồi, bây giờ nếu mà em là người con của mảnh đất Cần Thơ mà lại đi ca ngợi, đi khen Cần Thơ lại là một chuyện rất là bình thường rồi. Lúc vậy một người dân An Giang để mà khen về Cần Thơ mới là một điều lệ. Chết quá. Anh Đồng Tháp. Nhưng mà hôm nay có mặt tại chương trình Nghệ sĩ và An Giang thì anh phải ca ngợi về An Giang. Anh sinh ra hai nơi, bệnh viện Đồng Tháp, bệnh viện An Giang. Thôi vậy hả? Rồi bây giờ thì em nói chơi như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái phần đó để xem ai thắng. Đúng rồi. Nếu người nào thua chút dẫn đi. Bây giờ ai sẽ hát trước đây? Anh nói trước. Anh nói trước. Anh sẽ nói trước. Về rồi. Cần Thơ thì Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng hỏng muốn gì. An Giang khung cảnh hữu tình, ta thương, ta nhớ, ta liều, ta đi. Đi đâu? Đi An Giang. Chứ không phải đi kiếm vợ hả? Trời, cái tình hình mà hát giao lưu xong là tình còn nắm tay nữa.
nắm tay xong còn béo má nữa. Cái mình chờ, cái phiên kết thúc là hai người mi nhau một cái nhưng mà không có mì. Có người yêu ở An Giang mà mình đã phải làm gì An Giang thôi. Còn một câu nữa nè. Sao? Anh muốn nghe không? Một, nói đi. Chiều chiều, qua nói với diều, cù lao ông hồ, có nhiều cá tôm. Wow, vỗ tay được không ạ? Sao rành về An Giang rồi hả? Thôi, chương trình dừng lại tại đây đi. Em thắng rồi, em hai câu em thắng, anh một câu anh thua. Chúc anh dẫn em đi ăn, em trả tiền. Rồi, bây giờ Đại Lâm ơi, em có đi diễn nhiều ở Châu Đốc không? Dạ có chứ, năm nào thì em cũng về Châu Đốc để mà diễn cúng bà hết á. Bây giờ lần này nếu mà em trả lời đúng thì một chút nữa thì anh sẽ dẫn em đi ăn và anh trả tiền. Hai phần quà nha. Một cái sự kiện diễn ra rất là gần đây tại Châu Đốc, đó là sự kiện gì em biết không? Tưởng dễ ăn em lắm hả? Theo như em được biết, đó là một sự kiện trọng đại mà cả nước không ai cũng đều biết đến và nao nức hết. Đó chính là sự kiện mà chính phủ vừa công nhận thị xã Châu Đốc lên thành thành phố Châu Đốc, đúng không? Ôi vụ này sao tôi không biết vậy ta? Vậy phải không quý vị? Phải không ạ? Phải thì cho Minh Lâm đầy vỗ tay được không ạ? Một hồi một chạm những anh dẫn em đi ăn mà khán giả cũng sẽ cùng dẫn em đi ăn. Vì em rành về An Giang quá, mai mốt nhớ lấy vợ An Giang. Rồi nói một chút xíu bây giờ nè. Tuổi thì còn trẻ. Tuổi con rồng đúng không? Rắn. Ủa rắn hả? Hai con cũng bò bò y chang nhau mệt quá. Rồi thế thì bây giờ sự nghiệp cũng đang lên như diều gặp gió. Đứng trên sân khấu diễn với rất nhiều những cô đào từ lớn tuổi, trẻ tuổi, cái người diễn ăn ý nhất của Minh Lâm là ai? À, thật ra thì Lâm đã diễn chung với rất nhiều những nghệ sĩ nữ và hầu như là diễn chung với nghệ sĩ nào cũng được yêu thích. Như là nghệ sĩ Thi Trang nè, rồi Lê Hồng Thấm nè, rồi nhiều nghệ sĩ lắm. Và nhưng mà có một nghệ sĩ mà khi mà Lâm diễn chung thì lại nhiều tình cảm hơn hết. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Đúng rồi. Wow. Diễn với nghệ sĩ ưu tú Quế Trân thì cái điều gì nó tạo nên sự gắn kết giữa hai bạn? Thật ra có một cái cơ duyên nào đó mà Lâm cũng không biết được, đó là một cái duyên rất là dễ thương. Ngày xưa thì Lâm thi chuông phòng bồng cổ và Lâm rất là hâm mộ nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, và sau này không ngờ là mình sẽ là một cặp diễn ăn ý với nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Và bây giờ đi đâu người ta cũng nói là Lâm là nghệ sĩ, Lâm là con của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng không à. Mà thực sự thì giống nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng là một điều may mắn, nhưng mà thực sự Lâm cũng không phải là con nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Chỉ là bạn diễn với con của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng thôi. Dạ chính xác. Tại vì hai đứa trẻ cùng nhau. Chứ mà cầm vô đứng nói đúng với mẹ con nữa. Tôi hiểu nhớ qua cái kỷ niệm đó. Vậy thì bây giờ nè, đang cái tuổi rất là sung sức trên sự nghiệp của mình, thế thì Minh Lâm có còn thời gian để dành cho những điều nhỏ nhoi bình thường của một con người bình thường, khi mà chúng ta phải yêu, rồi phải vui chơi, rồi phải nạp lại năng lượng hay không? Có thời gian chứ. Để làm những việc đó không? Có chứ. Những lúc mà rảnh rỗi thì thường ở nhà xem phim hoạt hình nè. Đọc truyện tranh nè. Lâm thích nhất là đọc truyện tranh Doraemon. Và thỉnh thoảng có những bộ phim hay chiếu rạp thì Lâm lại cùng với bạn bè đi ra xem phim. Khoan xí, xem phim hoạt hình, đọc truyện Doraemon. Có thể nhảy dây không? Không, thích những trò chơi mà có đích thôi. Còn nhảy dây thì hồi xưa chắc anh có đúng không? Đúng, anh tập thể dục và nhảy hoài. Rồi, Lâm ơi, như vậy thì một cuộc nói chuyện hôm nay khá là thú vị, khi mà người ta biết được rằng Minh Lâm đã trưởng thành như thế nào. Mặc dù là con nhà Tông, không giống Lâm cũng giống cánh, nhưng mà phải đam mê, phải nỗ lực, phải biết bỏ ra một chút xíu thời gian của mình như bao bạn trẻ khác, là cũng phải vui chơi rồi bạn bè hợp hội. Thì Lâm chỉ biết ở nhà và giải trí với những thú giải trí đơn giản thôi, để dành hết thời gian cho tâm huyết. Thế thì ngày hôm nay đến với chương trình giao lưu nghệ sĩ và An Giang thì Lâm sẽ mang đến những món quà âm nhạc, đó là những bài cổ nhạc nào? Về miền Tây thì phải hát những bài ca về miền Tây đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Lâm sẽ gửi đến quý vị một sáng tác cũng rất dễ thương của soạn giả Hoàng Song Việt, nhạc của Tôn Thất Lập, bài Tân Cổ được mang tên Đồng Lúa Reo. Vâng, xin mời quý vị cùng với Đồng Lúa Reo và Võ Minh Tâm. Buổi sáng thức dậy. We'll be right back.
rộn ràng, lời hát như vang dậy đôi làng. Bao nhiêu năm bom đạn đổ xuống, trên quê ta luôn vẫn nở nhịp nhàng. Đồng lúa như tay người mẹ già, mười mấy năm gian rộng một nhà, cho nhiên nhiên anh nằm giữ nước trong mưa bom hay nắng đàn ngập trời. Mai ta đi thăm dãy thăm đầu, nghe chân quen cánh lá rộn lòng, vạn trời non đơm bông. Mai ta đi thăm lúa trên rừng, đêm liên hoan đốt lá bọc vùng, chỉ cười tươi như bông. Đồng lúa như tay người mẹ hiền, mười mấy năm tao tần mọi miền, nuôi con khôn nay đầy giữ nước, cho quê hương nắng vẫn nhuộm màu cơ, cho quê hương nắng vẫn nhuộm màu cơ. Càng thay da đổi thịt ta
tay mẹ tay cha viết bài ca thống nhất, tay anh tay chị lắp hũ bom đìa cho đồng ruộng bao la, tay anh tay em dệt màu xanh mơ ước màu của ấm no của non nước đẹp giàu. Bình minh chim hót xôn xao vui chào nắng mới, trên sông nước bà câu hò ngân nga, tiếng ca cung đàn mơ màng dần trăng. Ôi làng quê mến vâng, xin cảm ơn những tình cảm thân thương của quý vị đã dành tặng cho Võ Minh Lâm. Và quý vị ơi, trong không khí sân khấu cả nước đang náo nức chuẩn bị cho những hoạt động dỗ tổ ngành sân khấu, thì Võ Minh Lâm cũng đã chuẩn bị cho mình một tiết mục để dâng lên tổ nghiệp trong ngày trọng đại này, đó chính là ngày 12 tháng 8 âm lịch. Đó chính là bài hát Từ Nguồn Cội Ta Đi, một sáng tác rất mới của soạn giả Hoàng Xuân Việt. Xin một tràng pháo tay dành tặng cho Võ Minh Lâm được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Gần suốt trăm năm qua bao thế lưu truyền, người hôm qua người hôm nay ta vẫn chung tay gìn giữ ân cần, cải cách hết cả theo tiếng bộ lương truyền tuồng tích sanh. Năm vẫn tươi trẻ nét thanh xuân để
anh hùng như Quang Trung Nguyễn Huệ mãi được tôn vinh qua bao thế hệ con người. Ai bảo cầm cả đời khóc mưa, ai cho tầm nọ là con người biết buồn thương ghét giận nên ta cảm ta thương tận số phận con người. Ta khóc cho trò đời dấu bể bằng tâm sự riêng ta qua mỗi khúc quanh đời. Ta sống qua nhiều mảnh đời qua nhiều số phận nên cảm xúc dạt dào sâu đậm giữa con tim. Mặc giáp trụ kim khôi nêu bậc chí anh hùng, ta dẫn dắt mọi người đi ngược dòng lịch sử. Và khi ta buồn thương ghét giận, người cũng ghét giận buồn thương cùng nhân vật anh hùng. Khi bức màn giống cảm xúc mãi mang theo nhân vật nhắc đời nhớ ơn những anh hùng chí sĩ, đời nhắc người nghệ sĩ phải hiểu thông từng trang sử vẻ vang. Nhân vật dạy người phân biệt nẻo ngay gian, người cho ta học thâm nhuần câu nhân nghĩa nên gọi là tri âm sân giai cùng tri kỷ. Đêm từng đêm đi tìm chân lý trao nhau, gần trăm năm kẻ trước người sau, nước mắt mồ hôi dung bồi cho nghĩa tổ. Con đường trăm năm dù chông gai trắc trở, biết vững niềm tin đường luôn rộng mở tới chân trời. Như những lượn sóng xô bờ trên mặt biển, vực thẳm càng sâu thì ngọn sóng lại càng cao. Gian trung lòng vẫn tự hào, vẫn đời lai láng dạt dào mỗi tơ. Xin cảm ơn Võ Minh Lâm rất nhiều với phần tham gia giao lưu ngày hôm nay và gửi đến hai bài ca cổ. Một lần nữa Vy xin nhường lời lại cho Võ Minh Lâm nói đến khán giả của mình. Và lời cuối cùng trước khi chia tay với quý vị, Võ Minh Lâm xin kính chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và có những giây phút thật là thoải mái khi xem chương trình, và đặc biệt nhất là sẽ luôn ủng hộ Võ Minh Lâm quý vị nhé. Xin cảm ơn. Một tràng vỗ tay nữa, cảm ơn Võ Minh Lâm. Bây giờ mời Võ Minh Lâm sẽ cùng xuống hàng ghế danh dự để cùng tham dự tiếp chương trình nhé. Và sau đây sẽ là ít phút chương trình dành cho quảng cáo, chúng ta sẽ trở lại ngay hơn. Đôi mắt thâm quầng, chảy xệ, đầy nếp nhăn. Giải pháp mới cho bạn, Emco xóa tan vết nhăn, căng thẳng mí mắt chảy xệ, kích hoạt và giải tán những thâm quầng quanh mắt. Emco giữ mãi nét thanh xuân. Đôi mắt thâm quầng, chảy xệ, đầy nếp nhăn. Giải pháp mới cho bạn, Emco xóa tan vết nhăn, căng thẳng mí mắt chảy xệ, kích hoạt và giải tán những thâm quầng quanh mắt. Emco giữ mãi nét thanh xuân. Hiếu xin kính chào quý khán thính giả đang trở lại với chương trình giao lưu nghệ sĩ và An Giang kỳ thứ 24. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng Emco, công ty dược phẩm Thiên Khánh. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật cách tuần. Và với nghệ sĩ khách mời thứ hai của chương trình ngày hôm nay, Phương Hiếu xin được giới thiệu, anh xuất thân từ vũ đoàn Hoàng Thông và từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám The Bell, và bây giờ anh đang đi trên con đường solo. Anh có biệt danh là Tắc Kè Hoa của làng nhạc Việt, và đó là nghệ sĩ nào? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn video clip sau đây.